hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm là con của Phytech, là mã số của nó là FI9000A. Đây là con sản phẩm ô tô chuyên hàng rồi cho máy ô tô, thì độ dày của nó ít nhất là từ 0,6 cho đến 1,2 ly. Đây là những cái dòng sản phẩm để mình hàng chúng tôi những ô tô con hoặc là những cái xe tải hoặc là bán tải người nọ. Thì đây là những cái chế độ để mà hoạt động cho máy. Một bên đây là đồng hồ để hiển thị giờ cho mình, và một bên là những cái hiển thị là cái độ điện tải của mình là bao nhiêu, thì nó sẽ cái hiển thị hết tất cả cho. Còn ở dưới này là cái hàng này điều chỉnh để mình mục đích là những hàng gì, cho những cái gì, những ốc hoặc là đệm hoặc là rút, thì tất cả các bạn đều có thể là điều chỉnh qua như thế này. Và còn chức năng chữ A và auto đây thì nó sẽ hiển thị bảng ở đây, thì nó có nhiều chức năng là mình chuyển qua bằng cơ tay hoặc là bạn chỉnh bằng tay để hàng qua đây, nó có nhiều chức năng để cho mình. Và nên nhớ là sản phẩm này là sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 2000 ở nó, thì với tất cả ở đây là hầu như là đồ đều có một cái linh kiện và phụ kiện tất cả được cho bạn. Ở đây là bạn nên nhớ là đây là đầu tiếp, cái đầu để mình gắn những cái mỏ hàng đút tôn thế nào, và gồm bộ của nó gồm cây súng đầu ra, và những ba ở đây thì nó được một cây thanh móc nè, đây là cây thanh móc các bạn cái hình dung, và đây là cây bộ để chuyên mình rút không khí và rút hơi, mà nhiệm vụ là chuyên khớp nối nhanh vào, thì nhiệm vụ nó sẽ khí ra thì nó sẽ rút chân không, thì bạn muốn kéo ở điểm nào hoặc là bị thủng ở đâu, thủng là theo kiểu mình gọi là nó sẽ bị mớp ở những mảng tròn ở đâu, thì đây mình là những cái đoạn mình kéo ra. Và đặc biệt hơn nữa là khi máy hàng rút tôn luôn sản phẩm nó phải đi theo cây, là cái cây rút tôn cho mình, nếu không có thì mình không thể là làm được. Và đây là để gắn vào cái súng, nên nhớ là các bạn phải khóa lại nhé, tại vì khi mình di chuyển những cái máy hàng rút tôn này thì mình có thể đặt ở vị trí nào thì không tránh rơi rớt. Và như thế này là có thể là bạn đã hàng một chiếc ô tô con rồi. Và đây là cái sơ đồ, nó có thể là cho các bạn để đi xem qua thông số và tính năng hoạt động của máy hàng rút tôn của hãng Phytech này là FI9000A. Đây là tất cả những sơ đồ và nó đạt tiêu chuẩn như thế nào, nó sẽ hướng dẫn cho mình có cơ cấu để sau này bạn có thể thắc mắc và sửa chữa thế nào, và cái cách đấu điện thế nào, nó sẽ có một cái hướng dẫn ở bên phần này. Và thường là bộ thêm đi kèm thì nó cho những cái thanh đồng hàng đồng như thế này và những cái đoạn móc dài để mà áp dụng cho những cái thanh này mình phải hàng nhiều hơn, để có thể là bạn kéo ở nhiều điểm nhiều hơn. Có hình dung các bạn có thể hình dung mà đang ở kéo này ít nhất là khoảng 1 tấc. Sản phẩm FI9000A các bạn có thể tham khảo và xem qua cái mô hình của máy.